cuộc sống mưu sinh mong người mỗi ngày. Điểm tô cho đời tình người vui sống. Người thì mua gánh bán bưng, cùng lo có máu gạo tiền. Người phụ hộ vé số công nhân, đâu có mấy ai muốn mình cơ hàng. Ai cũng mong cầu cuộc sống giàu sang, mà đời nhiều lắm trái ngang. Nào ai biết đâu số phận, đầy đưa tôi dài ráp qua ngày. Cuộc đời sẽ ráp khổ lắm ai ơi, bữa đói bữa no làm dâu trăm hò. Một mình bốn ba khắp mọi nẻo đường, cơm mắm dưa cà qua ngày đoàn thang. Trời cao có thấu, xin hãy xót thương số kiếp lòng đông cho phận con người. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sao sống đời bình an. Cuộc sống mưu sinh mỗi người mỗi ngày, điểm tô cho đời tình người vui sống. Người thầy mua gánh bán bưng, cùng lo có máu gạo tiền. Còn người thì hốt ra đêm đêm, đâu có mấy ai muốn mình cơ hàng. Ai cũng mong cầu cuộc sống giàu sang, mà đời nhiều lắm trái ngang. Nào ai biết đâu số phận, đầy đưa tôi chạy ráp qua ngày. Cuộc đời sẽ ra khổ lắm ai ơi, bữa đói bữa no làm dâu trăm hò. Một mình bốn ba khắp mọi nẻo đường, cơm mắm dưa cà cho qua ngày đoạn tháng. Trời cao có thâu, xin hãy xót thương số kiếp lòng đông cho phận con người. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sao sống đời bình an. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sao sống đời bình
lái xe vô ý thức ghê ta. Đậu xe trên lề với đậu xe dưới đường mà bất càng vậy. Trời ơi ông bạn. Mượn xe qua chạy vậy? Bậy, xe mới mua. Mua xe luôn hả? Xe mà giữ ba. Trời ơi, mới ngày nào mình cũng... đổi đời. Rồi đổi xe luôn. Đổi xe chứ, đổi xe mới đổi đời được chứ. Đi ba cái này làm chi? Trời ơi, chạy ông chạy ba cái này nè, chở khách nè. Đen đúa. Ừ. Còn cái này tôi đi xe này nè. Trời ơi, chắn nổ ngày theo, chắn luôn. Trời đã vậy. Ừ. Chạy xe này bao nhiêu tiền? Vậy hả? Này hả, đi 20 ngàn nè. Hồi đó tôi chạy xe này tôi khổ lắm á. Bây giờ lên được, lên đời ơi. Mày đi được nhiêu, được 50 không? Trời giỡn có ai, đi xa là 1-2 triệu bình thường. 1-2 triệu luôn hả? Đi hoài, trời ơi, mối đi xa tôi có nhiều mối lắm. Ừ. Mình phải cần đổi đời, đừng có chạy này nữa, nắng nôi lắm đúng không? Trời ơi, đầu cổ đây, trời ơi, thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Xuống sắc quá. Ờ, xuống sắc lắm, không có được đâu. Ờ, nhìn ông trẻ nha. Ê, chờ chút, chờ chút coi. Trời ơi, điện thoại rung mà làm dữ vậy? Alo. Dạ, đi đâu? Đi đâu? Dạ, Cà Mau hả? Ủa, đi Cà Mau luôn hả? Ừ, Cà Mau chứ. 7 triệu nha. 7 triệu đúng không? Đi chừng nào về? Chiều về phải không? 7 triệu à. Rồi, địa chỉ đâu? À, ở gần chỗ xe tôi đậu luôn hả? Thấy xe tôi luôn hả? Tôi đợi nha. Thu xếp rồi ra liền là 7 triệu nha. Đi về sớm chút nha. Ừ. Đi từ sáng tới chiều, tới Cà Mau thôi mà 7 triệu. Trời ơi, đi bình thường, cái chuyện đó bình thường. Ừ, đâu cái xe này chạy đâu có nổi đâu. Không nhận lên đời nó có khác ha. Trời ơi, mình đổi đời rồi vậy đó ông ơi. Nhìn lại chiếc xe của tôi tàn quá. Bán đi. Gì vậy? Là tôi xíu. Điện thoại. Ừ. À, quẹt giùm tôi cái. Trời, điện thoại iPhone rồi đó ha. Ừ. Ông quẹt đi. Quẹt nhiều quá cái vân tay nó bị mất rồi, quẹt giùm tôi cái đi. Trời ơi, rất may rồi mày đặt cái điện thoại phone. Thì có bao nhiêu đầu tư vô điện thoại rồi, quẹt giùm cái. Thôi cảm ơn nha. Alo. Hả? Đang ở Sài Gòn. Đi đâu? Nha Trang hả? Mấy ngày? 3 ngày hả? 3 ngày thôi, giờ lấy 25 được không? Nhưng mà nghỉ ở đâu? Nghỉ resort năm sau tôi mới quê được nha. Chứ nghỉ ở chỗ khác rồi, nhiều khi nước nó ngứa. Rồi. Đi liền, ok. 3 ngày ha. Vậy cho tôi dẫn thêm mấy bồ nhí ra chơi nữa hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, khách sộp. Dạ, cảm ơn nha. Phiền ghê á. Khách quen mới nhận. Chứ thường đi xa không nhận. Đi xa? Đi xe nào như thế này hả? Xe này ừ. Người ta phái đi trải nghiệm. Mua trần. Thôi tôi đi nha. Chạy kiếm cơm qua ngày thôi. 25 triệu kiếm cơm qua ngày thôi. Thôi kê đi. Mắm muối dưa cà thôi. Đứng đây. Đừng có đi đâu nha. Đợi. Đừng có đi khỏi cái cục điện này nha. Khách họ biết họ tới họ đi. Đi chỗ khác là khách không biết nha. Ở đây đợi 7 triệu nha. Kiếm 25 triệu. Nhớ nha. 7 triệu Cà Mau một ngày đi nha. Xe không ra mày đặt đi Nha Trang mày cho đi cho rớt cái máy mày hả? Đi làm gì xe ngủ thì sọt tắm ngứa rồi nữa hương vừa nổ. Cuộc sống mưu sinh mỗi người mỗi ngày, điểm tô cho đời tình người vui sống. Người thì mua gánh bán bưng, cùng lo cơm áo gạo tiền. Người phụ hồ ve số công nhân, đâu có mấy ai muốn mình cơ hàng.
ai cũng mong cầu cuộc sống giàu sang. Mà đời nhiều lắm trái ngang, nào ai biết đâu số phận để đưa tôi chạy ráp qua ngày. Cuộc đời sẽ ráp khổ lắm ai ơi, bữa đói bữa no làm dâu trăm hò. Một mình bồn ba khắp mọi nẻo đường, cơm mắm dưa cà qua ngày đoạn tháng. Trời cao có thấu, xin hãy xót thương số kiếp lòng đông cho phần con người. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sau sống đời bình an. Sống mưu sinh mỗi người mỗi nghề, điểm tô cho đời tình người vui sống. Người thì mua gánh bán bưng, cùng lo cơm áo gạo tiền, người phụ hộ ve số công nhân. Đâu có mấy ai muốn mình cơ hàng, ai cũng mong cầu cuộc sống giàu sang. Mà đời nhiều lắm trái ngang, nào ai biết đâu số phận để đưa tôi chạy ráp qua ngày. Cuộc đời sẽ ráp khổ lắm ai ơi, bữa đói bữa no làm dâu trăm hò. Một mình bồn ba khắp mọi nẻo đường, cơm mắm dưa cà qua ngày đoạn tháng. Trời cao có thấu, xin hãy xót thương số kiếp lòng đông cho phận con người. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sau sống đời bình an. Sự nghiệp công danh nay còn tay trắng, mong ước mai sau sống đời bình mừng mẹ. Dạ, em cảm ơn. Dạ.
Đấy ông bạn, cà phê. Uống đi kẹt ơi. Kẹt gì? Bán. Bán gì? Trái cây. Giỡn hoài cho nổi. Trái cây gì? Mới đi xe hơi bán trái cây gì? Đi uống cà phê. Hôm đó đi xe hơi là đổi đời. Còn này? Bữa nay xuống rồi đời đổi.